mùng 8 tháng 3 rồi á. Ơ thế bạn đã biết hết những bí mật cực sốc về ngày mùng 8 tháng 3 chưa? Công chí kính giải đố để biết hết những bí mật ngay và luôn nào. Anh em like video và đăng ký kênh đi. Let's go. Câu 1, ngày mùng 8 tháng 3 là ngày gì bạn nhỉ? Ngày để vinh danh, thể hiện sự tôn trọng với những người phụ nữ trên thế giới. Đây cũng là dịp để mọi người bày tỏ tình cảm, sự quan tâm đến các chị em, các bà, các mẹ, những người phụ nữ tuyệt vời xung quanh mình. Anh em chuẩn bị quà đến đâu rồi? Không biết chị Kính có được nhận quà từ fan không ta? Chị biết là các bạn đang làm thiệp để tặng cô và tặng mẹ luôn á. Mùng 8 tháng 3 em ra thăm vườn tròn cô bông hoa. Tháng 3 thì đàn ông phải làm gì nhỉ? Câu này chắc là mấy dân chơi top top biết liền. Trên top top toàn thấy các ông chồng quốc dân nấu cơm này, quét nhà, rửa bát và làm các việc khác cho phụ nữ vào ngày đặc biệt này. Vậy nên chị em cứ tha hồ mà tung tăng đi chơi như cá cảnh. Anh em bình tĩnh, quyền lợi của bạn ở câu sau. Anh có quà cho em chưa? Ngày quốc tế lao động, ngày lễ Vu Lan, ngày chiết sâu bọ, rồi đến mùng 1 tháng 6, ngày nào em cũng đòi quà anh. Thật quá vô lý. Kể cả có ngày quốc tế không tặng quà, anh cũng phải tặng quà tôi. Cứ vòi quà như thế, ế đấy em à. Không có người phụ nữ ế, chỉ có người phụ nữ mà không người đàn ông nào với tới được thôi. Câu 3, các anh con trai nãy giờ là mong cái câu này lắm phải không nhỉ? Thế đâu là ngày quốc tế đàn ông? Anh em mà không trả lời được câu này thì mất quyền lợi nha. Đáp án là ngày 19 tháng 11. Đấy đấy, anh em cứ ghen tị với chị em. Thế anh em cũng được đi chơi, rồi là được nhận quà vào ngày này còn gì nữa. Đến hôm đấy thì chị sẽ lên video về ngày quốc tế đàn ông nha. Còn bây giờ thì tập trung trả lời các câu hỏi để biết những bí mật dành cho những người phụ nữ nào. Ai cũng biết là ngày quốc tế phụ nữ là mùng 8 tháng 3. Nhưng các anh có biết rằng có một ngày dành riêng cho mình được gọi là ngày quốc tế nam giới hay không ạ? 3 ngày nữa thôi, tức là vào ngày 19 tháng 11. Chính là ngày này, ngày quốc tế nam giới. Câu 4, phụ nữ thích nhận gì vào ngày mùng 8 tháng 3 nhỉ? Nếu mà là chị Kính thì chị chọn cả 4 đáp án nha. Trừ con gái sáng nắng chiều mưa, trưa chiều thì giông bão, nên là các bạn nam nghĩ quà cho cẩn thận nha. Nói vậy thôi, chứ không cần mâm cao cỗ đầy. Ngày này các bạn có tặng tấm thiệp kèm những bông hoa điểm 10 thì mẹ bạn cũng rất vui đấy. Vì bạn đã biết suy nghĩ, dành những thứ tốt đẹp cho mẹ mà. Không chỉ riêng con trai đâu, mà con gái cũng tặng quà cho những người phụ nữ thân yêu nè. Cuộc đời này là màu hồng, mẹ nói lúc con ra đời. Những cười là điều tuyệt vời, mẹ nói lúc con lên nắng. Dù rằng con xuống chân không dài và trắng thôi. Mặt trời còn rệt một phần mà sao thế gian luôn cần. Câu 5, 1001 câu chúc nhân ngày mùng 8 tháng 3, đảm bảo ai cũng mừng. Bạn chọn đáp án nào? Ây yô, người hiểu biết nên lời chúc sâu sắc có khác. Fan của chị Kính chọn đáp án C. Chắc chắn rồi, fan chân chính nhớ điền lời chúc mặn như muối biển xuống phần bình luận cho chị Kính học ké để chị còn đi chúc mẹ nha. Mãi yêu à. Câu 6, điều cấm kỵ trong ngày mùng 8 tháng 3 là gì nhỉ? Có mảnh vỡ chén đĩa trong ngày mùng 8 tháng 3. Ủa, liên quan gì nhở? À thì cũng giống như ngày Tết, vỡ chén đĩa thể hiện cho sự ly biệt. Chị Kính đọc trên mạng á, chứ chị Kính cũng không tin cho lắm đâu. Câu 7, mùng 8 tháng 3 diễn ra hoạt động gì?
để dành cho những lời yêu thương đến phái nữ, là ngày để bày tỏ tình cảm, sự trân trọng các bà, các mẹ. Những lời yêu thương được lưu lại trong những tấm thiệp, những bông hoa tươi thắm. Đã ai làm xong thiệp thì khoe ngay thành quả vào fanpage chị Kính Đố Vui nha. Câu 8. Trong năm còn ngày nào là ngày quốc tế nữa bạn nhỉ? Thầy có bạn chọn là 20 tháng 11 kìa. Hồng bé ơi, ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam thôi, chỉ có nước ta, không phải quốc tế. Cho ai chưa biết hoặc đã quên thì mùng 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi, còn ngày mùng 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động. Mang ngay sách ra để ghi lại kiến thức này nào. Anh hùng nào của nước ta? Đáp án của bạn có phải là Hai Bà Trưng không? Hai vị tướng được sách sử ghi danh đã có công lớn với đất nước. Chị cũng đã làm video về Hai Bà Trưng nhiều rồi. Thế bạn còn nhớ quê quán của Hai Bà Trưng không nhỉ? Và cuộc chiến nào có sự đóng góp của Hai Bà Trưng? Comment đi nào! Vì nguyện của thi sách, chị sẽ tiếp nối. Chị em ta sẽ đánh đuổi quân thù. Một xin rửa sạch nước thù, hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng. Ba kẻo quan ức lòng chồng, một xin diệt diệt sở công lên đây. Nước Nam đã không còn, chịu nói đi. Ta thà chết chứ không đầu hàng. Mang hận cầm ra trốn xa chưa. Bác Hồ đã tặng gì cho phụ nữ Việt Nam nhân ngày 8 tháng 3 năm 1965 nhỉ? Hết giờ rồi, ai biết thì xứng đáng là con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ. Đáp án là cả A và B. Đánh giá cao công hiến của người phụ nữ miền Nam, Đảng, Chính phủ, Bác Hồ đã tặng bức chướng có thêu 8 chữ vàng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, và nhà nước đã tặng phụ nữ miền Nam huân chương thành đồng hạng nhất cơ đấy. Câu 11, ngày 8 tháng 3 bắt nguồn từ đất nước nào nhỉ? Hơi khó một chút nhưng xem hết video sẽ rõ hơn về ngày đặc biệt này nhé. Đáp án là Hoa Kỳ. Nữ công nhân ở Hoa Kỳ nổi dậy đòi quyền lợi, họ đòi tăng lương, giảm giờ làm, ngày làm 8 tiếng, đòi các quyền lợi cho bà mẹ và trẻ em. Câu 12, chắc hẳn các bạn đã nghe nhiều về từ phong kiến, thế trong thời phong kiến ai có quyền lực hơn? Phụ nữ bị phân biệt đối xử rất nặng nề, phải làm nhiều công việc, có cả công việc nặng nhọc, nhưng họ lại không được trân trọng, họ bị coi thường, bị bất công, có cuộc sống tủi nhục. Chị Kính thấy thương họ quá. Ai đồng cảm thì like video cho sự hy sinh cao cả của người phụ nữ đi. Câu 13, ngày 8 tháng 3 được công nhận ở bao nhiêu quốc gia? Ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 là ngày lễ chính thức tại 28 quốc gia với nhiều hoạt động tôn vinh phái đẹp, và cũng là ngày mà nữ giới tại nhiều đất nước trên thế giới được tặng hoa và nhận quà đấy. Lịch sử ngày 8 tháng 3 khởi nguồn từ phong trào đấu tranh mạnh mẽ của các công dân Mỹ, nhưng cũng mang lại một ngày hết sức đặc biệt cho 28 quốc gia trên thế giới, đúng không nào? Câu 14, ai là người mẹ có nhiều con hy sinh nhất trong kháng chiến của nước ta nhỉ? Video trước chị đã nói về mẹ Nguyễn Thị Thứ, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ai chưa xem thì xem ngay video cấu đố về lịch sử đi nha. Qua câu tiếp theo nào. Câu 15, quốc gia nào trên thế giới không có phụ nữ nhỉ? Của bạn là gì thì trả lời xuống phần bình luận đi. Ai hiểu được câu này thì bạn có IQ trên 200 luôn đấy. Bạn đang chờ các câu bí mật về ngày quốc tế phụ nữ nữa hả? Chắc là bạn phải chờ hơi lâu, chờ thêm một mùa 8 tháng 3 nữa. Nhân dịp ngày 8 tháng 3, chị Kính Đố Vui chúc tất
cả các bạn văn nữ xinh đẹp, học giỏi, ngoan ngoãn và sớm trở thành chiến thần giải đố nha. Chị kính chúc các bà, các mẹ, các cô luôn vui vẻ, may mắn và thành công. Hãy để lại một lời chúc thật ý nghĩa xuống phần bình luận nào. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!